Nữ quỷ báo oán, tác giả Thạch Kim Thử, thể loại tâm linh kinh dị, thực hiện Phúc Thành, giọng đọc Ngọc Huyền. Giới thiệu truyện: Nùng Khả, một trai bản người Mông hiền lành chất phác. Ngay từ thuở cha sinh mẹ đẻ tới giờ, hắn chưa từng rời khỏi nơi chôn rau cắt rốn này bao giờ, mà chỉ vẩn vơ quanh quẩn trong cái bản nhỏ hoang vu, thâm sơn cùng cốc không người lai vãng. Nhưng cho tới vài năm gần đây, với sự phát triển vượt bậc của toàn nhân loại, nhất là văn hóa thông tin tín ngưỡng cũng theo đó được cập nhật mở mang nhanh chóng, nó chẳng khác chi một cơn gió đông mát mẻ mang sức sống lan tỏa vô cùng vô tận. Câu chuyện này phải kể tới từ khi nhà nước triển khai dự án làm đập thủy điện Vạn An lớn nhất trên vùng đất này. Cũng từ đó, cuộc sống của Nùng Khả cùng bao con dân nơi này đã thay đổi theo hướng hoàn toàn khác, tốt cũng có mà xấu cũng có. Tới một ngày, Nùng Khả đang cùng đám công nhân thi công san lấp đất đá gần con suối cạn. Bỗng, anh quốc phải một xác người bị vùi lấp xuống đó chưa lâu. Tuy cái xác này đang trong quá trình phân hủy, bốc mùi hôi thối, nhưng Nùng Khả vẫn lờ mờ nhận ra được thi thể này chính là Hơ Dên, một cô gái người cùng bản với anh. Thật đáng thương, xác cô gái toàn thân lấm lem bê bết bùn đất, không một mảnh vải che thân. Ghê rợn hơn cả chính là hai hốc mắt và đỉnh đầu cô ta đều bị những đinh sắt to lớn đóng vào. Đúng lúc tên Dũng đội trưởng đốc công xuất hiện, hắn không muốn nhiều chuyện phiền phức liền chi ra rất nhiều tiền hòng bịt miệng mọi người lại, liền sai bảo Nùng Khả cùng Hơ Di nhanh chóng mang cái xác vào rừng tầm sang tiêu hủy. Sau đấy, cũng chính bởi sự hiếu kỳ và lòng trắc ẩn xót thương cho cái chết thê thảm của cô gái trẻ xấu số, Nùng Khả đã bất chi bất giác từ khi nào thả ra một con ác quỷ.